Hiện nay thì con thấy một số chùa người ta thả cá phóng sinh là thả tới mấy tấn cá. Thả đầu thì những cái người người ta sinh sống bằng cái nghề đó thì người ta chặn mà đầu kia ta bắt, hoặc là thả chim cũng vậy. Thì con xin hỏi chùa của mình cái đối với cái chuyện mà thả cá phóng sinh, cái quan điểm của chùa mình nó như thế nào ạ? Cái này không có quan niệm gì hết á, mà cái này là thực tế ông Phật dạy rõ ràng. Nếu anh bắt con cá mà anh thả nó sống cuộc đời nó từ thọ đó, anh có phước đức đó. Còn anh mới vừa thả chạy ra đằng kia nó bắt rồi, anh bị ác đức đó. Ác đức là tại sao ác đức? Là vì cái tổ chức cúng, thì cái chùa đó có tổ chức cúng là cái người xung quanh nó chạy đi kiếm con cá bắt. Bắt rồi cái người kia nó thấy ở cái chùa này thả hoài chặn đầu bắt. Hai anh tự động anh mang hai cái tội đồng lõa với người bắt và người hai người người bắt thả, người bắt bán, rồi người cái bắt ăn nữa. Đó, nó khổ là vậy. Nên mình phải hiểu cái này. Đức Phật có nói là cho rõ ràng, chứ không phải là ông dạy rất rõ ràng. Mà thôi, bây giờ cái số mạng, cái mà cái nghiệp mạng của con người ở đây vạn vật nó cũng vậy, nó theo cái quy luật của nó, đừng có can thiệp vào. Mình đừng có can thiệp ai hết rồi, nó xin lỗi á. Cái người đó có nạn thì mình thấy mình đến là giúp một cái tự nhiên thì tốt, chứ đừng có nói là giúp tôi cho rồi bà phải mang ơn tôi này. Ôi, đừng có làm cái chuyện đó. Đức Phật nói rất rõ ràng, mình cái giúp tự nhiên là mình có phước đức, còn mình giúp mình kể công là khác à. Không, cái này không nên. Còn cái gì thả cá nên nhớ là xét lại, bởi cái này có nhiều cái chùa ta làm ăn bằng cái này. Chùa không lo tu giác ngộ giải thoát mà lo ra cái chuyện phóng sanh. Phóng sanh mà tưởng đâu gì đem lại đằng này. Tôi thấy là tôi có cái chùa gì ở cầu Bình Lợi á, cứ rằm 14 nha, tàu nó ghe nó che đó. Rồi chi chút xíu nó thả thì nó chạy làm sao khỏi cái này. Cá nào chạy khỏi? Nó tạo cho cái nghiệp của người ta nữa, cái nghiệp hiện tại, cái nghiệp cái người đi bắt nữa. Mới 13, 14 rồi lại quá trời đông, nó phải đi tìm mưu tìm kế để nó bắt. Mà cái này là ai? Do ông thầy tổ chức, chứ ông thầy không có phóng sanh thì rồi ai phóng sanh? Nó cái tự mình tu mà không chịu lo giác ngộ giải thoát mà đi lo làm cái chuyện gì đâu, không làm cho cái nhân quả nó còn rối lên nữa. Đã nhân quả nó đã rối rồi mà lên còn rối thêm nữa. Rồi trả lời anh vấn đề phóng sanh vậy, anh có đồng ý không? Đồng ý thì cứ hỏi. Dạ con xin cảm ơn vị chủ ạ. Kính thưa vị chủ, thầy của tôi là tu 60 năm mà không có ai, không có dám cho ai hỏi tự do. Vậy hỏi vị chủ đã thành Phật chưa mà dám cho tất cả mọi người hỏi tự do? Tôi thì không có tu hành cái gì rồi. Tôi là thì sư đi xảo giao tôi cái tập quyền ký Đức Phật truyền theo giờ Thiền Tông, bảo con thì công bố ra rồi đồng thời giải đáp cho người ta. Vì tôi nắm được cái căn bản này tôi mới dám, chứ nếu mà tôi không có tập quyền ký thôi tôi cũng đi lại xói đầu luôn. Thì bây giờ tại vì còn nếu mà ông thầy của anh mà ông hiểu cái căn bản này thì ông đâu dám nói. Bây giờ tôi nói tôi nắm được cái căn bản cái quyền ký này tôi mới cho hỏi tự do. Mà tôi nói thiệt là hỏi tự do bất cứ hỏi cái gì về trong cái Thiền Tông này tôi sẽ nói hết cho nghe. Nếu tôi trả lời không được tôi cho anh mua 20 lít xăng vô cái chùa này. Nó thật. Bởi vì tại sao tôi nắm được cái căn bản này và tôi đã theo dõi mấy chục năm rồi, tôi biết ai nói gì tôi biết rồi. Không đúng là với cái lời của Đức Phật dạy về giác ngộ giải thoát. Bây giờ là tất cả đi tất cả các chùa có cái chùa nào dạy giác ngộ giải thoát không? Hoàn toàn không nói, không có ghi một cái chữ này. Mà chiên là thi vô thì một là cung. Tôi nói tôi rất buồn một cái chuyện này. Ông Trần Nhân Tông á, ông cất cái chùa cái am ở trên núi Yên Tử không có một cọng nhang, mà bây giờ ra Yên Tử đốt nhang minh trời luôn. Đó mình thấy mình bây giờ nói để được chuẩn quá lại, để cho dân tộc Việt Nam mình nên người nào cũng nghĩa là cũng là khôn ngoan hết, đừng có làm những cái chuyện mê tín gì đó. Ý là cái chùa thực dầu là muốn cái nhiệm vụ này chứ không ham gì cái vụ này đâu. Nhưng mà nói ra thì nhiều người nó sẽ
bị tổn hại người ta thì người ta sẽ ghét, chắc chắn là người ta sẽ ghét. Nhưng mà cái nhiệm vụ của mình tu phải nói thôi. Còn ví dụ thầy ấy, tôi nói giờ tu 100 năm mà không biết cái này cũng không dám cho nói, chứ đừng có nói 60. Rồi thắc mắc hỏi tiếp đi. Cảm ơn nhiệm vụ. Là tôi đi nhiều chùa và các chùa đều thấy cái thùng chỗ chánh điện để là nếu mình cúng tiền hay là cúng cái gì đó, đó vô đó thì cũng đều để là công đức. Vậy tôi hỏi viện chủ chứ cái tiền này là công đức hay là phước đức hay là những cái gì đó, viện chủ cứ giải thích cho tôi nghe. Giờ anh cúng cái gì, anh cúng cái gì nói giờ là nói gì? Cúng tiền, nhưng mà trong cái thùng tiền thì trước thùng tiền nào cũng đều để là công đức mà ở đâu? Hoặc là phước đức, coi như là hầu như nhiều chùa đều để như vậy, chỉ có chùa này là tôi không thấy. Bây giờ á, anh công đức mà muốn công đức cứu một cái việc gì ta làm mà cho cái người ta đọc ta thấy ta giác ngộ thì anh có công đức. Còn tại các chùa đã tôi nói rồi, các chùa vật lý người ta không hiểu cái này, ta không hiểu giác ngộ giải thoát là cái gì, thì cái gì cũng là công đức. Người ta tưởng tượng ta làm vậy thôi, chứ giờ mình làm sao nói được. Bây giờ các cái chùa thờ, nói xin lỗi nha, các cái chùa mà thờ Quan Âm cũng không có công đức luôn, nói ta biết. Vì Quan Âm là phước đức nha. Nếu mà tất đắp cái tượng Quan Âm là phước đức chứ không được công đức. Mà kể công Phật Thích Ca này nè, ngồi mà ngồi thiền là cũng có phước đức à. Chỉ có ngồi cái cầm cành hoa sen mà người nào ngộ đạo mới có công đức nha. Còn không ngộ đạo cũng phước đức hết. Mình phải hiểu vậy. Tại các chùa người ta không hiểu, người ta phải nói vậy chứ giờ nói sao giờ. Tôi thấy làm cái gì cũng công đức, cái phiếu gì cũng đất hòm công đức. Mà để là cái miễu cũng để công đức nữa, chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà thành ra bây giờ chùa Thiền Tông Trân Diệu là muốn chuẩn quá là cái này. Anh muốn phước đức thì như thế nào, công đức như thế nào, phải nói. Anh về anh đọc lại cái chỗ ông Lương Võ Đế cắt 72 câu chùa. Hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma chứ trẫm có công đức gì không. Tổ Bồ Đề Đạt Ma không có chút nào hết. Ông kia ông mới buồn, ông tức. Ông nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma là công thị điên. Cái công đức có nghĩa là giúp người ta giác ngộ và giải thoát. Còn phước đức giúp người ta an vui, không có sầu khổ là phước đức. Anh có thể phân biệt cái này. Anh có thể đi tới cái chùa, anh hỏi người ta chứ cái hòm công đức tôi là tôi cúng cho mà công đức là làm cái gì ra công đức, thì coi người ta trả lời sao. Cái đó là do tại cái chùa người ta trả lời, chứ mình đây không can thiệp được. Vì bước Đức Phật có dạy thế này nè, tất cả chùa vật lý người ta muốn làm gì là muốn cúng, muốn tụng, cầu xin, muốn gì thì kể của người ta. Nghĩa là làm sao mà có Phật tử đến đông là được. Người ta lấy được cái tiền, người ta cắt cái chùa cho to, Phật cho lớn, để duy trì cái đạo Phật. Để chi? Để ba thời kỳ Thượng, Trung và Hạ Pháp cái đạo Phật nó mới đi xuyên suốt được, để đến khi mạt Thượng Pháp quyền ký công bố ra, sau đó mới chuẩn lại tu. Anh muốn tu cái gì? Thì trong quyền ký đã nói rồi, muốn tu cái gì phải ghi cái nấy. Anh muốn làm thần thì tu cũng được, ông Phật không rầy. Muốn làm nô lệ ai ông Phật cũng không có rầy. Đó phải hỏi cho đúng. Còn bây giờ hỏi đó thì tới cái chùa bây giờ hiểu rồi. Anh cái nắm căn bản nè, giúp người ta giác ngộ giải thoát có công đức, giúp người ta an vui có phước đức. Thí dụ người ta nói okay, bây giờ ta để cái hòm công đức nghe. Anh cứ vô hỏi với thưa thầy về công đức, tôi cúng này công đức làm gì có công đức, thì coi anh ta trả lời sao. Thì anh hiểu cái này anh nói anh chỉnh lại. Thì đây nếu anh chỉnh mà ông thầy nghe anh có công đức á, nói cho anh biết. Anh mà chỉnh được cái ông thầy đó theo anh là anh có công đức, là ông sẽ hiểu được liền. Tại bây giờ chùa này nói ra có nhiều người muốn tranh luận, tôi mời, tôi vẫn mời lại, tôi bao hết tất cả ăn uống xe cộ đến đây, tôi bao hết. Muốn tranh luận cái là đây tranh luận bao nhiêu người cũng được. Đó là thì là ý gì, tôi muốn cho mấy cái người đó biết rằng tu theo đạo Phật thì phải hiểu cho đúng. Chữ hiểu này là giác ngộ, giác ngộ là hiểu biết, mà mình không biết mình nói vô thì đương nhiên phải đưa vào những cái chuyện mà mê tín dị đoan rồi. Rồi anh hỏi tiếp đi.